gắng là duy trì trong một mâm cơm thì sẽ đủ có 3 món. Món là món mặn, món canh và rau củ quả để đủ chất dinh dưỡng. Cải song rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn của gia đình, nhưng mà ít ai biết được giá trị của chất dinh dưỡng của loại rau này. Những quả ớt và tiếp theo chúng ta sẽ đi chọn những quả ớt chuông của Đà Lạt. Các bạn thấy không, rất là nhiều màu sắc. Chia sẻ với các bạn một điều thú vị, đó là những quả ớt này chúng ta có thể phân biệt là quả nào là quả cái và quả nào đực. Nghe có vẻ lạ đúng không? Đây, khi mà chúng ta muốn phân biệt quả nào là quả cái và quả đực thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là quả cái thì sẽ có 4 ngách như này, còn quả đực thì sẽ chỉ có 3 cái vạch như này thôi. Trong quả ớt này thì chúng ta có thể dành để xào thịt bò. Thịt bò có một mùi hôi đặc trưng, nhưng mà rất dễ dàng có thể khử đi cái mùi hôi này là chúng ta có thể sử dụng một củ gừng và nghiền nát ra, sau đó là trà sát lên bề mặt của thịt thì sẽ bớt đi cái mùi hôi của thịt. Hãy chọn một miếng thịt có màu đỏ tươi, gân của nó thì sẽ có màu trắng như thế này. Nhân thấu thịt thì nhìn nó chắc, khi dùng tay vào thì chúng ta cảm thấy nó chắc như này. Đây là xà lách xoăn. Như các bạn đã nhìn thấy thì để mà phân biệt giữa một xà lách tươi với cả một xà lách không tươi thì nó như thế nào. Khi mà nhìn thì các bạn thấy là cái màu lá rất là tươi xanh và rất là dày, không bị sâu hay là bị uống cái lá nó bị vàng. Rau này chúng ta có thể làm salad rất là ngon trong những mùa.